Xin mời các bạn một ly trà hoa nha Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phẩm số 7, phẩm có tên là A La Hán. Câu pháp cú số 90. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Câu pháp cú này liên quan đến câu chuyện đấng như lai không đau khổ. Do câu hỏi của Jivaka, Thế Tôn đã dạy câu pháp cú trên ở rừng xoài Jivaka. Đề bà Đạt Đa hợp lực với vua A Thế âm mưu giết Phật. Ông lên ngọn linh thứ, lăn một tảng đá xuống, va vào vách núi, vỡ ra một mảnh, bắn vào chân Thế Tôn làm chảy máu. Các tỳ kheo đưa ngài đến Madakuchi và sau đó đến rừng xoài theo ý ngài muốn. Jivaka hay tinh liền đến tức thì đắp thuốc và băng vết thương, vì có bệnh nhân đang chờ trong thành. Ông xin đi ngay, hẹn sẽ trở về tháo băng. Nhưng khi trở về cổng thành đã đóng. Ông lo lắng vì nếu không tháo băng đúng giờ, thế tôn sẽ chịu đau nhức dữ dội. Ngay khi đó, Phật biết được ý nghĩ của ông liền bảo A Nan tháo băng, vết sẹo biến mất tức khắc như vỏ cây bị bóc ra. Sáng sớm, Jivaka về đến, nôn nóng hỏi thăm Phật có thấy đau đớn không và được trả lời. Jivaka, như Lai, đã dập tắt mọi phiền não ngay khi lên ngôi chánh giác. Và Ngài đọc Pháp Cú, đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não ở câu pháp cú này thì chúng ta nghe kể lại về cái câu chuyện mà Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách hại Phật. Như chúng ta biết là Đề Bà Đạt Đa cũng là một vương tử ở trong hoàng cung là anh em họ của Phật. Rồi sau đó cũng xuất gia để trở thành một vị tu sĩ. Ông cũng có những cái chứng đắc nhất định của ông về thần thông. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian thì bắt đầu ông có cho mình những cái tham vọng. Ông muốn rằng mình sẽ phải là cái người thay thế Phật để lãnh đạo tăng đoàn mà cái việc mà ông ganh tị với Phật á nó không phải chỉ là mới đây mà ngay từ khi còn là những cái vị vương tử nhỏ tuổi thì lúc đó ông đã luôn luôn ganh tị với cái vị thái tử Tất Đạt Đa này rồi. Từ khi còn bé xíu cũng đã như thế, rồi đến độ của tuổi thanh niên trưởng thành ông cũng như thế, luôn luôn ganh tị với Phật. Và khi trở thành một vị tu sĩ, mặc dù Phật trong cái vai trò là một vị thầy của ông, là một vị Phật là một bậc giác ngộ lãnh đạo tăng đoàn, nhưng mà rồi sau đó ông với cái tâm ganh tị của mình, đố kỵ của mình, ông vẫn muốn thay thế vị trí của Phật. Ông đã bày tỏ cái ý kiến của mình trước tăng đoàn là Phật hãy lui về để cho ông lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng mà ông đã bị Phật thẳng thừng từ chối, cũng như là những cái điều kiện mà ông đưa ra cũng bị Phật từ chối. Một trong những cái điều kiện đưa ra như là uh, tu sĩ là sẽ phải tuyệt đối ăn chay, không được dùng những cái món mặn. Rồi tu sĩ không được ở trong tinh xá, không được ở trong nhà mà buộc phải ngủ dưới gốc cây. Tu sĩ không được mặc đồ bằng cái vải bình thường mà phải mặc đồ bằng cái vải tẩn liệm tử thi. Đó, những cái điều tương tự như vậy khi ông đưa ra thì Phật từ chối. Đức Phật nói một vị tăng hoàn toàn có thể ăn chay hoặc là ăn mặn tùy vào vật thực mà thí chủ cúng dường tùy duyên ngay kể cả y phục hay là cái nơi trốn ở cũng vậy. Cho nên là Đức Phật đã rất nhiều lần từ chối những cái lời đề nghị yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa. Và từ đó Đề Bà Đạt Đa lại càng sanh tâm oán hận, dẫn đến cái việc là tìm cách hại Phật. Từng có lần thả một con voi say ra cho giày xéo lên Đức Phật. Nhưng mà với cái sự từ bi rải cái lòng từ của mình đến con vật đó, thì con voi đến trước Phật và quỳ mọp xuống hoặc là cái lần này như trong câu chuyện này kể lên trên đỉnh núi lăn một tảng đá xuống tảng đá va vào khe núi rơi xuống Đức Phật nhưng nó đã không trúng Đức Phật nó tránh qua một bên nó văng qua một bên một mảnh nhỏ của tảng đá đó văng ra bay qua sợ trúng chân của Đức Phật làm chảy máu thì như chúng ta cũng biết một trong những cái đại tội ấy, là làm thân Phật chảy máu thì chính vì những cái điều mà đề bà đặt đa đã gây ra khi ông còn sống sau đó ông đã bị đọa lạc rất là khủng khiếp ở những cái tầng địa ngục mà trong kinh cũng đã có kể đến và trong câu chuyện này khi đức phật bị thương ở chân như vậy á thì jivaka là một vị y sĩ mà chúng ta hay gọi là kỳ đà đó y sĩ kỳ đà jivaka đến băng bó cho phật rồi sau đó ở trong thành cũng có người bệnh, ông mới phải vào thành để chữa trị cho bệnh nhân đó, rồi nghĩ là sẽ về kịp giờ để mà tháo băng cho Phật, nhưng mà khi về thì thành đóng cửa, ông không có ra được. Nên ông rất là lo lắng, sợ rằng không tháo băng ra kịp thì Phật sẽ bị đau nhất. Và Phật thì Phật biết được ý nghĩ đó của ông Jivaka, cho nên mới nói với ngài Anan à là hãy tháo cái băng ra. Khi tháo băng ra thì vết sẹo biến mất tức thì như vỏ cây bị bóc ra với một bậc giác ngộ với một vị phật thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều những cái điều màu nhiệm những cái điều mà chúng ta không thể nghĩ bàn diễn ra xung quanh hàng ngày nơi mà phật đang ngự với chính bản thân của phật với kim thân của phật mình sẽ không thể nào mình nói rằng cái chuyện này là thiệt hay không thiệt ở cái thời này thời này mình nghĩ rằng là khoa học tiến bộ đúng không mình sẽ nói rằng làm gì có cái chuyện vết thương đang vậy đó tháo cái băng ra cái vết thương nó lành lặn như chưa có gì xảy ra mình sẽ không bàn như thế được. Khoa học chưa làm được, nhưng không có nghĩa là nó không thể không có. Nhất là với một bậc giác ngộ, với một vị Phật. Và quan trọng hơn hết trong cái câu chuyện này là gì ạ? Đức Phật nói, Như Lai đã dập tắt mọi phiền não ngay khi vừa lên ngôi chánh giác. Tức là khi vừa mới thành Phật, thì tất cả mọi phiền não đã không còn nữa. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não, tức là không còn phiền não. Ở đây khi mà cái cơ thể vật lý của Đức Phật bị thương, nếu nói về cái cảm thọ đó là đau có hay không à? Có chứ, bởi vì vẫn là một cái cơ thể vật lý. Giống như khi mà những ngày cuối đời của Đức Phật, Đức Phật ăn cái bát cháo nấm của cái ông Chunda đó, thì lúc đó cái cháo nấm đó nó có độc bởi vì nắm đó nắm độc nó làm cho cái cơ thể của đức Phật đau đớn, Phật bị đau bụng. Có nghĩa là nếu đứng ở góc độ cơ thể vật lý thì đức Phật vẫn đau như tất cả những người thế gian thôi. Nhưng Phật là một bậc giác ngộ, nếu có đau là đau cái thân bên ngoài chứ cái tâm thì hoàn toàn rỗng lặng. Cái tâm không còn phiền não không còn buồn, không còn đau đớn trong tâm, không còn sợ hãi bởi những cái gì đang diễn ra cho mình hoặc xung quanh. Nếu người thế gian của chúng ta thì sao ạ? Đứt một ngón tay thôi, đúng không? Là mình sẽ trời ơi đau quá, thậm chí nếu như mà ai mà hơi nhõng nhẽo chút xíu á là rên rỉ, ổng ẹo này kia để cho những người xung quanh người ta phải quan tâm tới mình hơn, lo lắng mình hơn. Đó, cái ngón tay bị đứt một chút xíu đưa ra để cho người khác phải băng bó giùm đụng vô cái đau quá đụng vô cái đau quá <laughs> có phải đúng không ạ và khi chúng ta gặp phải những cái sự cố gì đó cái tâm của chúng ta nó thật sự phiền não nó không phải chỉ đau đớn bởi cái bên ngoài mà cái bên trong đó, nó mới là cái thứ làm cho chúng ta khổ sở nhiều khi cái cơ thể mình mắc bệnh nè ho sốt cảm sổ mũi gì đó đau họng nhức mỏi cái gì đó thì là cái cơ thể bên ngoài mình đau thôi nhưng khi cái tâm mình nó cũng đau thậm chí nó còn đau hơn cái cơ thể của mình nữa thì tự nhiên mình thấy cái nỗi đau của mình đó, nó to lớn hơn rất nhiều lần sao mình thấy trời thế gian này khổ não quá cái thân tôi đau mệt nè cái tâm tôi cũng mệt mỏi phiền não nữa nè tự nhiên cái nỗi đau đó nó nhân lên gấp nhiều lần còn với những vị đã chứng đắc hay cụ thể trong câu chuyện này là phật đau là đau bên ngoài vậy thôi chứ cái tâm không có muộn phiền nghĩa từng nghe một vị thầy kể một vị thầy mà nghĩa cũng có nhiều cơ hội để được gần gũi tham vấn trò chuyện để lắng nghe thầy chia sẻ pháp á thầy kể hồi đó trên đường đi dạy thầy đang trên đường đi thầy đi bằng xe máy một cái tai nạn vô tình xảy ra với thầy, va quẹt xe hay sao đó đứt một ngón tay, đứt một lóng tay như thế này. Mình tưởng tượng đi đứt một lóng tay thì nó đau như thế nào, nó còn dính cái da chút chút thôi đó. Đau chứ. Nhưng mà thầy vẫn không hoảng loạn, tâm vẫn bình thản, giữ cái ngón tay đó đi vào trong nhà thương để người ta băng bó, người ta khâu, người ta may vá này kia lại thì sau này cái phần ngón tay của thầy ấy, nó bị hụt mất một khúc là do từ cái tai nạn đó đó nhưng mà khi thầy kể về cái câu chuyện đó thầy nói vào lúc đó khi cái tai nạn diễn ra cái tâm thầy nó cũng bình an lắm chứ không phải là sợ hãi cuốn quýt lên bởi vì cái tai nạn xảy ra tôi đang bị sắp sửa mất một ngón tay và sau này kể cả khi thật sự đã mất một phần của cái ngón tay khiếm khuyết đi một phần trên cơ thể của mình thầy vẫn rất là bình an, an nhiên tự tại với cái điều đó. Còn nếu như trong chúng ta là những người không có sự tu tập, không có định lực, thì những cái đau đớn từ bên ngoài nó tác động vào mình, nó làm cho cái tâm mình đau, thậm chí còn đau gấp bội. Và như vậy, cái nỗi khổ của mình nó sẽ càng tăng lên rất nhiều lần. Còn ở đây, Thế Tôn nói, đích đã đến rồi, mục đích đã đạt được rồi là tìm được con đường giải thoát giác ngộ rồi không sầu nữa giải thoát ngoài tất cả tất cả những ham muốn buộc ràng gì đó không còn nữa mà cái điều này đức phật đã thể hiện rất rõ từ khi đức phật thoát ly gia đình rời khỏi hoàng cung một vị thái tử vợ đẹp con vừa mới sinh ra đời chưa được bao lâu bao nhiêu cái điều hưởng thụ vinh hoa phú quý lúc nào cũng có sẵn thái tử lúc đó thế nào dứt bỏ giải thoát ngoài tất cả và khi đã trở thành một bậc giác ngộ thì đoạn trừ luôn cả mọi buộc ràng. Mọi người vẫn còn nhớ cái câu chuyện mà vào cái giờ khắc trước khi Đức Phật hoàn toàn trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, trước khi hoàn toàn giác ngộ. Một trong những cái thử thách những cái trở ngại cuối cùng là gì ạ? Là Ma Vương. Ma Vương tìm đến và hiện đủ thứ hình ảnh để có thể quyến rũ để có thể lôi kéo phật nếu như chúng ta nhìn với góc độ là một câu chuyện thật nha thì ma vương thật sự vào thời điểm đó hiện ra hình người hiện ra hình cô gái đẹp hiện ra giàu sang phú quý hiện ra các vị trời các vị vua để lôi kéo cái người tu sĩ kia nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ở một cái góc độ khác thì phải chăng ma vương đó chính là những cái phiền não những cái tham dục trong tâm của mình lúc đó trỗi dậy để lôi kéo mình hay không giống như bây giờ thời của chúng ta cũng vậy thôi khi chúng ta ngồi vào một cái thời khóa để chúng ta tu tập có phải là trong lòng mình nó sẽ dấy lên rất là nhiều những cái ham muốn trời ơi tập kinh lẹ lẹ lên ngồi thiền lẹ lẹ lên chút xíu lát ra ăn ly chè lát ra ăn tô cơm hoặc là làm lẹ lẽ lên chút xíu nghe giảng thầy nói nhanh nhanh chút xíu để lát về đi uống cà phê với bạn đó là ma vương đó ma ham ăn ma ham chơi lôi kéo mình đó hoặc là ma ham ngủ lôi kéo mình đó thôi đọc cho xong cái thời kinh này ra còn ngủ nữa mệt quá buồn ngủ quá đó thì tất cả những cái sự lôi kéo đó mình có thể gọi đó là ma vương nhưng trong cái hình ảnh cuối cùng mà ma vương hiện ra để lôi kéo cái vị tu sĩ đó rời khỏi cái cội cây bồ đề đó là gì là hình ảnh của công chúa gia du đà la hình ảnh của nàng công chúa gia du đà la xinh đẹp tuyệt trần là người vợ ngoan hiền hết mực đạo đức đủ đầy và đứa con nhỏ la hầu la có phải đó là cái sợi dây tình thâm cuối cùng mà con người chúng ta rất dễ dàng vướng mắt đúng không ạ những cái thú vui bên ngoài có thể mình sẽ dứt bỏ được nhưng những cái sợi dây tình thâm buộc ràng mình có dễ để cắt đứt được nó hay không khó lắm mình có thể mình nhịn ăn chút xíu nhịn chơi chút xíu nhưng mà bây giờ nói rằng mình nhịn cái việc yêu thương những người thân gia đình của mình đặc biệt vợ chồng con cái khó vô cùng đó đó là cái hình ảnh cuối cùng mà ma vương hiện ra để lôi kéo cái người tu sĩ đó nhưng khi cái vị đó chiến thắng được cái sự lôi kéo của ma vương, tất cả những hình ảnh đó tan biến đi hết, ma vương tức giận biến mất. Thì lúc đó, vị ấy giác ngộ, trở thành một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác. Thì khi Phật nói, từ lúc Phật lên ngôi chánh giác, tức là từ khi giác ngộ á thì đã dập tắt tất cả mọi phiền não rồi tất cả những buồn vui giận hờn những cái cảm xúc thường tình của thế gian đã không còn làm cho phật lay động nữa đã không còn làm cho ngài dao động cái tâm của mình nữa nhưng mà mình hỏi nè trong những cái bài kinh mà mình đã từng đọc qua mình thấy có những lần phật quở trách người này phật trách mắng người kia đúng không những vị tu sĩ mà không nghiêm trì giới luật những cái người mà phật gọi là kẻ ngu không biết nghe theo cái lời phật dạy vẫn làm những hành những cái điều sai trái phật vẫn quở trách vậy thì mình hỏi ủa lúc phật quở trách như vậy là cái tâm của phật như thế nào phật có giận không có giống như chúng ta khi chúng ta trách mắng la rầy con em mình không khác hoàn toàn ở đây phật dùng những cái lời quở trách thậm chí là nặng nề để răng đe để nhắc nhở những cái người đệ tử của mình tránh phạm phải những cái điều sai lầm như thế nữa để cho những cái người đệ tử đó sáng tâm sáng trí ra để mà chuyên tâm tu hành đạt được giác ngộ đó là cái điều phật muốn cho những cái hàng đệ tử của phật làm được chứ khi phật nói những cái lời trách mắng đó quở phạt đó không phải là vì một cái tâm sân không phải vì giận quá giận trời ơi ta nói đến như vậy rồi ta dạy đến như vậy rồi mà tại sao các con vẫn không làm được không phải vậy cái tâm vẫn sẽ bình yên tĩnh lặng như mặt nước hồ không một cơn gió nào có thể làm cho sao động nhưng cái thị hiện ra bên ngoài vẫn phải là những lời trách mắng nhắc nhở để cho hàng đệ tử của mình tốt hơn còn người chúng ta người thế gian khi chúng ta trách móc ai đó thì có phải là chúng ta cảm thấy rằng cái tâm mình nó hừng hực không cái lửa giận trong tâm mình sẽ càng lúc nó sẽ càng khởi lên sẽ càng bùng phát mạnh mẽ theo từng cái lời mà chúng ta nói ra và người tệ ý thử xem coi có phải vậy không ban đầu khi mình bắt đầu mình trách cái người đó ví dụ con mình đi mình la nó một cái câu đầu tiên thôi thì cái tâm mình nó còn bình thường vừa vừa nhưng bắt đầu khi mình nói tới câu thứ hai câu thứ ba tự nhiên bắt đầu cái tâm mình nó sôi sục dần 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 lên tự nhiên càng lúc mình càng nóng hơn mình không còn kiểm soát được cái tâm của mình nữa và cái lời mình nói ra lúc đó nó không phải là những cái lời chân chánh và sáng suốt nữa. Không phải nói vì muốn cho đứa nhỏ tốt hơn. Không phải nói vì nhắc nhở đứa con của mình mà nói bởi vì đang thỏa mãn cái lửa sân trong lòng của mình. Hai cái điều đó nó hoàn toàn khác nhau. Khi Phật nói cho đệ tử của mình tốt hơn ông thế này ông thế kia ông là một kẻ ngu ông đã làm phiền tới một bậc này bậc nọ ông đã sai trái trong chuyện này chuyện kia những cái lời răng nhắc nghe có vẻ nặng nề nghiêm khắc nhưng cái tâm của phật hoàn toàn không như tâm của chúng sinh thường tình còn tâm chúng ta là như vậy vậy thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải học khi chúng ta đối với một cái hoàn cảnh nào đó một cái sự việc nào đó chúng ta sẽ phải nương theo để mà thích ứng chỗ nào cần nhẹ nhàng chúng ta cần nhẹ nhàng chỗ nào cần nghiêm khắc chúng ta cần phải nghiêm khắc với những chúng sinh can cường mà chúng ta vẫn hay nghe nói trong kinh đó, thì đôi khi các thầy sẽ phải dùng tới những cái biện pháp mạnh hơn những cái lời nói thậm chí là quát tháo để cho cái người đệ tử đó tỉnh hồn ra sáng suốt ra để mà thay đổi chỗ nào cần ngọt ngào chia sẻ thì vẫn có thể ngọt ngào chia sẻ. Nhưng mà dù cho ngọt ngào hay là dù cho những cái lời lẽ khiển trách thì cái tâm của những cái vị đó vẫn bình an. Không chạy theo cái cảm xúc để mà phát ra thành lời. Cái lời đó nó không có lệ thuộc vào cái cảm xúc. Cái lời dù cho có trách mắng, dù cho có ngọt ngào gì thì cái cảm xúc trong tâm của những vị ấy nó vẫn như nhau. Nó khác với người thế gian của chúng ta là như thế. Vậy thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải học thông qua cái câu chuyện này với cái câu pháp cú này. Một cái điều nữa, người vẫn thường hay thấy, mà đôi khi mình hay nói chứ, tự kỷ ám thị á, có nghĩa là khi mình đang bị đau, cơ thể mình đang đau, và nếu như bây giờ mình cứ nói trời tôi đau quá, tôi đau quá, tôi đau quá, thì cái cái nỗi đau đó của mình nó sẽ nhân lên gấp mấy lần. Nhưng mà khi mình tự nhủ tôi không đau tôi không đau đây chỉ là một cái vết trầy một vết xước một cái điều nó làm tổn thương đến cái da thịt bên ngoài của tôi cái cơ thể này nó cũng là vô thường rồi cũng đến ngày nó mất đi nó tan hoại thì cái vết đau này nó cũng không là gì với tôi cả khi mình nghĩ được cái điều đó mình quán chiếu được cái điều đó cái nội tâm của mình nó sẽ dần dần nó an tĩnh trở lại mình không còn chạy theo cái vết thương ở ngoài da thịt nữa thì lúc đó cái vết thương này nó gần như nó cũng sẽ giảm đau đi rất nhiều bởi vì lúc đó mình không còn đặt cái tâm của mình vào vết thương đó cái tâm của mình định vào một cái chỗ khác cái tâm của mình định vào hơi thở lắng nghe hơi thở lắng nghe cái nội tâm của mình nó đang dấy khởi lên điều gì thì lúc đó phải chăng mình đã không còn nhớ không còn để tâm đến cái vết trầy vết xước trên da thịt của mình nữa thì nó sẽ bớt đau đi thật ra đó là cái điều khi mình suy nghĩ nó cũng rất là hợp lý chứ nó hoàn toàn nó không phải là cái gì màu nhiệm huyền diệu gì ở đây cả khi chúng ta đặt cái sự chú tâm của mình vào một cái điều khác thì cái sự việc này bên đây nó sẽ giảm nhẹ đi thì các bạn hãy thử như thế xem sao cái điều này thì nghĩa chưa từng trải qua thật sự là vậy là bởi vì nghĩa cũng có thể nói là mình may mắn á mình ít gặp phải những cái sự cố gì đó nó tác động đến cái cơ thể vật lý của mình. Nhưng mà nghĩ nghĩ, nếu như đến một lúc nào đó thuận theo vô thường, thuận theo lẽ tự nhiên thì cái cơ thể của mình nó cũng sẽ đến cái lúc hư hoại. Lúc đó có lẽ đây sẽ là cái điều mà mình cần phải quán chiếu để mình không bị đau cái nội tâm bên trong như đau cái cơ thể vật lý ở bên ngoài thì chúc cho tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ luôn giữ được cái nội tâm của chúng ta nó an tĩnh trong cái chừng mực của chúng ta trong cái phạm vi của một người cư sĩ như chúng ta đang sống giữa thế gian phần nào đó an tĩnh cái nội tâm của mình thì cũng phần nào đó chúng ta giảm bớt đi được những cái nỗi đau của thể xác nỗi đau của những sự việc hiện tượng đang diễn ra xung quanh Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe, đã theo dõi Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình của ngày mai nhé